tên vừa tên mất là hai anh em. Còn đây là anh Lâm. Là tên Lâm là người yêu của Hồng Trâm. Dạ. Người yêu của anh hoài. Trinh. Tại vì ông đây nè, cái tới cái cảnh nào mà Trinh bị bắt cóc là coi như anh mất Trinh rồi. Là họ vậy đó. Trinh ơi. Anh tiên, anh tiên, anh tiên. Anh mất Trinh rồi. Trinh là Trinh là lợi thế cho nè. Ủa, Trinh là đóng quý phi để Trinh con chị. Ủa vậy em con rể chị hả? Chị ơi, anh Cương nói là giờ yêu cầu quý phi đổi tên Trinh luôn. Để tên thiệt. Để tên Trinh cho ông Nghĩa. Xin lỗi bà con cô bác nha, hơi khó nhìn xíu nhưng mà lần đầu tiên á, áo rộng hơn không chứ? Hơi chúng cả cả vậy à? Cái áo rộng hơn, hay là lấy cái mà cái ấy là nó bị mỏng quá là mình phải đóng cái có cái áo bự hơn Trâm á. Cái Trâm là sao mà bự hơn chị An được? Nghĩ sao vậy? Cái chuyện đó là nói sai rồi. Má An, quần má An luôn hả? Quần má An luôn hả? Dạ. Anh mặc sao vừa trời? Anh bự hơn em nữa. Em tin là phải quần lụa. Em một cái quần lụa với một cái quần phi bóng em lựa cho Cương dựa quần phi luôn á hả? Ừ. Nguyên một set đó cái tí nữa. Cái tí đó là chị. Cái đó là chị mặc. Xong mà tới đó mới đưa cho ổng mặc. Chịu không? Là đổi đồ cho nhau. À, còn Cương dựa tên Mức là hai anh em. Còn đây là anh Lâm. Là tên Lâm là người yêu của Hồng Trâm. Còn người yêu của anh hoài. Trinh. Tại vì ông đây nè. Tới cái cảnh nào mà Trinh bị bắt cóc là coi như anh mất Trinh rồi. Là họ vậy đó. Trinh ơi. Anh tiên, anh tiên, anh tiên. Anh mất Trinh rồi. Trinh là lợi thế cho nè. Ủa, Trinh là đóng quý phi để Trinh con chị. Ủa vậy em con rể chị hả? Chị ơi, anh Cương nói là giờ yêu cầu quý phi đổi tên Trinh luôn. Để tên thiệt. Để tên Trinh cho ông Nghĩa. Phi có liên quan gì không? Quý phi hả? Thì đặt tên cho nhân vật vậy thôi anh. Thì cái Trinh là miếng hài của anh đúng không? Để Trinh luôn. Ờ. Trinh ơi Trinh còn Trinh không Trinh? Lâu lâu hả? Lấy thiệt nha. Tại vì lúc này á, anh biết sao anh nói chuyện với bà vô duyên lắm. Cho nên bà rất là ghét. Đúng rồi, lúc đầu rất là ghét. Anh hay cà khịa xong bà ghét anh lắm. Sau nè bà mới thích. Để anh nói chuyện với vô duyên không? Chị có nón rồi, nhưng mà hơi kệ đó. Em là cái hài Cương chính đó. Đúng, 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 đúng không? Đúng rồi, đúng đạt hả? Bạch bản hả? Ủa anh Tiên lớn hơn Cương luôn hả? Cương sinh năm mấy? 84 luôn. Cương già lắm, 100 rồi. Tốt. Bạch bản hả? Anh Tư sẽ khẽ dư từ. Em mới phục hồi hả? Bạch bản nha anh. Tuấn ơi, đưa bạch bản anh Cương kìa Tuấn ơi. Đúng rồi, đúng không? Đâu có, đâu có rồi đâu. Đưa kịch bản Cương chị. Làm chị ơi. Có làm mặt làm tóc gì không? Có làm mặt làm tóc gì không kìa? Mấy cấp ơi. Có cái nào được không? Ai mặt chăm Cương chị. Áo chân. Ê một tí cho ba người đó. Anh Cương, đây anh Cương. Để giống ấp nha. Biết rồi, có rồi. Chuẩn bị rồi, xong rồi. Ê này chị, cái cảnh gì quê chị, lúc mà về ăn Tết này kia bằng mấy áo này cho tươi nè. Về nhà mày tính á. Cái này kìa. Của má Hằng là bự nhất rồi đó. Ủa tập cuối luôn hả? Dạ đúng rồi hả? Đúng rồi tập cuối luôn. Ngày đầu tiên quay tập cuối. Dạ mới bảo. Ủa cái này xe qua xa, xe bơ xa ở đâu xa? Làm từ sau thôi nha. Dạ xe sẵn xôn bơ bông hoa nhỏ nhiều nữa. Xe qua xa làm gì mà người ta đi được. Ủa kì nó đâu có gì. Trời ơi anh Cương anh đăng cái ống quần lên nữa kìa trời. Áo bà ba thì mặc size số 38. Đâu có sao đâu, bây giờ lỡ chọc như vậy rồi tại vì giải gái mà. Em làm vú nữa là em không gài được chứ không phải là sao, không gài được. Chứ không là hồi nãy là chị tính là chị hỏi vú, áo vú rồi em nghe thôi, nè. Thôi đừng có ấy, mặt kỳ dễ thương nè. Mà ông Nam chị biết ông sẽ thích như vậy hơn, nó hài hơn. Nhưng bà nữ cũng đâu có đâu. Nhưng bà nữ cũng lết xẹp mà. Thì anh là nữ cũng lết xẹp đó. Nói vậy đụng chạm nhiều người nha. Nói vậy đó, đụng chạm bị nhiều người luôn á. Trời này cũng có nhiều người lắm đó. Nhiều người lắm luôn á. Kiều ơi Kiều. Kì đó ta. Đâu nhất thiết lúc nào làm giả nữ cũng phải làm dung lên đâu. Đi đâu vậy ta? Ok đấy đâu ta. Vi hài đâu. Vi im lặng. Kiều ơi. Rồi dung. Đây. Uống đi miếng nước đi cho có năng lượng. Ơi cái này tóc của ấy bới lên luôn để giả luôn mà. Nhưng mà bấm luôn lát xài vậy lát mới đợi.
đi quay cái đầu. Tại cái phân sau không có. Là phân sau không có chăm thì thời gian nó lấy tóc. Dạ, bấm nhanh nhanh này trước đi để ra bấm máy cái cắn giờ. Anh thay đồ đi. Lấy mặc đồ vậy chị. Em mặc đồ của Quỳnh Phi. Làm tóc anh Tuyên trước đi. Em cứ lấy đầy đồ của em xong rồi. Biết tiền màu gì vậy? Làm tóc anh Tuyên trước đi. Em coi vú em màu gì? Màu đen hả? Chị có đem cho em một khối lá trong màu trắng. Tập trung rồi em. Bữa sau đi quay này mặc màu da nha. Đúng. Nhẹ lắm. Đi quay. Phát hiện ra có tiền gấu mà mấy tôi sao? Chai đẹp tới, chai đẹp của tôi tới. Chai đẹp của tôi tới. Chai đẹp của tôi tới. Long ngực kìa. Đâu? Ai long ngực à? Muốn được. Ba long ngực. Anh giờ là ông Tuân rồi nha. Thì nào mắt á. Mắt nên là đổi thành chú Bảo Trung. Tập tập bao nhiêu em? Dạ. Làm tóc gì vậy? Em thay đồ trước luôn nè. Rồi em lấy đồ đi rồi thấy là sao mới tới tới còn hai lớp nữa em bấm tiếp tại làm tóc. Ủa bữa bấm em bấm ba mà. Bấm ba đấy rồi đó. Cái này là uống tiên trước. À. Chị còn hai lớp nữa. Ừ. Ê, vô, hai chị đi nè. Trời ơi, tới ông Tuyên ra nữa nè, muốn xỉu. Để chị làm cho anh hả? Sau khi xong cũng được màu em là Tuyên chứ. Buổi sáng mà đừng đừng buồn. Đây đây, ngồi đây nè. Cái ghế đó em lọc cho anh, ngồi ghế ngồi đây nè. Anh ra cúng mà cho anh. Anh ra tắt nhang đi. Anh được thấy quần dài vô đây, mặc cái quần dài vô đây. Dạ. Tại cái sau là có công rồi nha. Chú Lý đợi công mình đi. Con nhỏ này nhanh lắm. Trời ơi, cái quần này là gọi là tóc 7 ngày không tới nè. Em muốn xỉu. Chị có màu khác không? Có chứ. À, nó nhu nhu hơn rồi, không thấy. Trời ơi trời. Trời ơi, cáo anh nó chặt hơn á. Đúng rồi, cáo anh có phải chặt hơn. Anh là của chị Quê An, còn Tuyên là của chị Thanh Hằng. Alo, alo, nghe không? Anh là sao bự hơn. Nghe không, alo. Có nhiều danh tiếng chứ. Kìa. Alo, alo. Đó, cái quần sọt anh đâu rồi? Thôi, để xem cắt đó, để bỏ đó. Anh để thằng quen hai cái đi, hỏi nha. Tại biết nó sẽ vậy. Rồi cái càng áo lá không? Chị lấy áo lá mặc vô đây chị coi cái gì áo lá gì đó. Áo lá chị ơi. Rồi xe luôn cho bé không có mày. Cái kêu ơi, kêu. Tiền nè, chăm. Hôm qua mà chị gái. Vậy? Hôm qua. Hôm qua lại. Hôm qua chứ. Nói không? Không, ba nhìn có hả? Có chị ơi, cái cảnh này là rất coi với cảnh cô tập cuối tuần đến lộ. Không, đến lộ anh Nam cắt, anh Nam sẽ cắt. À, em là rất coi luôn. Em là rất coi luôn, anh sẽ mặc khác. Không, mặc áo bà ba vô mình nhìn thấy ốm hơn anh Tuyên. Không rồi, anh không dính. Tiên mặc áo ba nên đẹp, cái khung ngực có, khung người trên nó có, dính căng. Anh Tiên không cần mặc áo là trăm ơi. Anh Tiên là có muối, trên gà trên tảng đá. À, rồi trên xương rồi đó. Bấm như muối dành cho xuống đó rồi. Ôi, có đổi dép không? Dép này dép hoa. Sáng chưa có đem. Từ 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 đi anh, cứ ra đi rồi em ấy. Cái này cắt ra đưa được như vậy không ta? Cái này luôn rồi. Cái này có cần áo lá chị? Áo lá của em hả? Không, giả đó em. Không, cảnh em giả quý phi. Em phải giả rồi. Nhưng mà tích được nhiều cát mặt nữa đó. Cảnh em bị lộ cảnh em thay đồ. Thì em đẩy lên trước, em teaser kia mới hết. À, để đi ra phim đúng không? Chiêu trò của anh Khương đó. Nè uống từ lần trước vô đi về đội nâng lá. Bé bằng. Lọc ghế nè anh Lọc. Không. Thấy lần trước nha. Quý Phi là tắc bính đúng không ta? Em cứ Quý Phi tắc bính. Vậy là tao tắc bính hả Bông ơi? Tắc bính hả? Nhưng mà cái đường dây này là mình chưa quay mà mình giải dạng này họ nữa thì có cần thiết tới tắt bính không? Mình tính đường cho nó nhanh nữa nha. Giải dạng tắt bính nữa, giống quý phi mà tao giải dạng giống chứ. Không lá nữa tao thấy rồi. Trời sao không, trời tắt bính giống lẽ để tóc tôi buồn xù vậy. Tắt bính. Lúc đầu là tính bới đó. Bới là ba bà, hai bà kia thôi chứ quý phi tắt bính hai bên mà. Cháu này đâu? Quá. Thôi nè. Tập quá. Ủa? Giả dạng Tuyên đóng phim giả giả rồi luôn. Mình Tuyên đâu ai đâu phải thằng đầu rồi đúng không? Ủa cái phim này cái đám bóng như cũng ba chơi mới vui nè. Anh còn cái áo trâu nữa mà.
giá gái nhiều rồi. Tóc hay xong hả? Nhiều đồ lắm em, đầm cũng có. Chị bông ơi, tóc cho tóc hai mái. Bây giờ phải cắt nữa chứ. Có ai cho để tóc vậy không? Tóc sao? Tóc sao? Tóc tóc hai mái. Tóc bữa hai mái. Cái tóc kia cũng dễ thương lắm nha, tối em coi cái clip rồi nhìn không có giữ được cái giả cười cái giả. Nhưng mà giảm còn 6.6 em quá trời luôn. Cũng mắc luôn. Vâng, nhưng mà có chỗ mua rẻ hơn, em mới biết. Thôi được. Là tí để dành giọng để thoại đi. Xong long liên tục liên hồi.